Hello mọi người. Mọi người có biết đây là gì không? Đây là một ly nước chanh ấm. Và mỗi buổi sáng như vậy thì thức dậy thì Dung sẽ uống một ly. Và trong một ngày thì bình thường Dung sẽ uống trung bình là 2 ly nước chanh như thế này. Ví dụ như tùy theo Dung ưu tiên uống nước chanh ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy. Nhưng mà ví dụ như tùy theo thời tiết trong ngày, mà nếu thời tiết nó quá là nóng ấy, thì Dung chỉ đơn giản là nước lọc, nước sạch rồi sau đó vắt chanh vào uống thôi, chứ không nhất thiết là phải trời nóng cũng phải uống nước nóng vào buổi trưa. Nhưng mà thường thì Dung sẽ ưu tiên là uống nước chanh ấm vào buổi sáng sớm. Và trong rất là nhiều những cái video mà Dung làm thì mọi người có thắc mắc rất là nhiều, và mọi người hay thấy Dung nhắc đến là sáng nào cũng uống nước chanh ấm, nước chanh ấm. Và nếu mà ai đã theo dõi Dung thì biết rằng là Dung bị bệnh trào ngược dạ dày, mà tại sao buổi sáng lại phải uống nước chanh ấm như vậy. Và mọi người thắc mắc rằng là liệu uống nước chanh như vậy thì nó có bị loét bao tử hay không, đặc biệt là những bạn nào mà bị các cái vấn đề về bao tử, về dạ dày. Còn bạn nào mà đã là những người ăn thô lâu rồi, hoặc là đang tìm hiểu về chế độ ăn thô và đã bắt đầu ăn thô, thì Dung tin chắc rằng là mọi người biết được rằng đây là một loại nước tuy có vẻ như rất là rẻ, rất là dễ kiếm, và đây là một loại nước thần dược cho sức khỏe của tất cả chúng ta, chứ không phải riêng gì những người ăn thô không, hoặc là riêng cá nhân Dung không đâu mọi người. Vậy thì ngày hôm nay, video ngày hôm nay Dung chia sẻ với mọi người những cái hiểu biết cá nhân của Dung mà Dung theo Dung tìm hiểu và biết được, sau đó mình áp dụng lên trên chính cái cơ thể của mình, thì Dung sẽ tóm gọn lại 4 cái lợi ích mà khi mà mọi người uống nước chanh ấm thì nó có lợi như thế nào cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là uống nước chanh ấm sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, khi bụng còn rỗng, không có ăn một cái gì vào như mọi người. Có một số người thì uống nước chanh ấm với mật ong, với gừng và với nghệ vân vân. Còn riêng Dung thì Dung uống nước chanh ấm đơn giản chỉ vậy thôi. Và Dung thì cố gắng sắp tới thì mình cũng hạn chế không có dùng mật ong nữa. Rồi còn gừng thì trong cái quá trình mà xay sinh tố và ăn uống bình thường thì hàng ngày Dung cũng để tự ăn trực tiếp luôn rồi, cho nên là cũng không có nhất thiết phải bỏ vào đây. Nếu mà vào những cái ngày mà trời buổi sáng thời tiết hơi là lạnh ấy, hoặc là những ngày nào đấy mà dạ dày của mình cảm thấy không ổn một tí, hoặc là đầy hơi nhiều ấy, thì Dung sẽ có cho thêm gừng vào, sau đó uống nước xong thì Dung nhai cả cái lát gừng đấy luôn. Đấy thì tùy theo cái sở thích của mọi người, nhưng với Dung thì đến thời điểm hiện tại Dung có thể nói với mọi người là nước chanh ấm là một loại thần dược. Nó để góp phần và để giúp rất là nhiều trong cái việc hỗ trợ và làm lành cái hệ tiêu hóa của mình, và đặc biệt là trong cái quá trình mà Dung điều trị cái bệnh trào ngược dạ dày, tự điều trị tại nhà. Nói điều trị thì nghe nó ghê quá, nhưng mà mình tự mình chăm sóc cái sức khỏe cho mình, chứ mình cũng không có lệ thuộc vào bất kỳ một ai, và cùng Dung chọn cái cách là không có dùng thuốc tây. Thì ngày hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến mọi người 4 cái lợi ích. Thực ra mà nói thì ngắn gọn là 4 lợi ích thôi, nhưng mà trong một thành phần của bất kỳ một loại trái cây nào mà chúng ta ăn hàng ngày, đặc biệt là trái cây nhiệt đới, thì kể cả là bản thân Dung không thể nào biết hết được tất cả các loại thành phần khoáng chất gì chính xác có ở trong cái quả chanh là gì và bao nhiêu loại. Có một vị bác sĩ, ông là một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng, về trái cây, rau củ, và đặc biệt là thiên về vegan để mọi người là ăn chay ấy. Thì trong suốt rất là nhiều năm, từ lúc học ở trường cho đến lên đại học, rồi nghiên cứu, rồi đi dạy học, rồi học thêm lên nữa, trong suốt bao nhiêu năm làm trong cái lĩnh vực dinh dưỡng, thì ông nói rằng là bản thân ông cũng không thể nào biết được hết
các cái loại thành phần chính xác trong một loại trái cây, ví dụ như quả táo, quả chanh hoặc là quả đu đủ, là có bao nhiêu thành phần dinh dưỡng ở trong đó. Khi mà chúng ta nhắc đến trái cây ấy, thì chúng ta ví dụ như mọi người hay xem tất cả những cái thông tin ở trên mạng, thì mọi người khi mà nói về quả chanh, cam quýt, họ chanh cam quýt, thì chúng ta chỉ biết đơn giản là có vitamin C, có nhiều C, rồi chia ra là ví dụ như trong quả bơ thì có rất là nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe. Rồi các cái loại khác, ví dụ như quả táo hay là các loại dâu tầm, thì nó có tác dụng là hỗ trợ, gọi là chống oxy hóa rất là tốt. Chỉ đơn giản như vậy thôi, và thêm một vài nữa, nhưng mà không có ai có thể nói rõ cho chúng ta chính xác về cái thành phần công dụng và tất cả những cái lợi ích mà thực sự trái cây và rau củ quả tươi sống, đặc biệt là trái cây. Dung thì ăn phần chính, phần lớn vẫn là trái cây, thiên về trái cây nhiều hơn. Không ai nói cho chúng ta biết rằng cái công dụng tuyệt vời của nó thực sự là ra như thế nào. Nhưng mà cho tính đến thời điểm bây giờ thì từ ngày ăn thô, kể cả cái lúc ăn chay cũng vậy, đến bây giờ thì Dung bắt đầu trải nghiệm và Dung thấy rằng thật là tuyệt vời khi mà mình biết đến cái phương pháp ăn thô này. Và mình mỗi lần mà mình ăn trái cây, rau củ quả tươi sống ấy, đặc biệt là trái cây, thì cái cảm giác khi mà mình cắn đặc biệt là Dung ăn các loại trái cây chín mọng nước nhiều hơn, và Dung lựa chọn là ăn trái cây chín chứ cũng không có ăn trái cây khi còn sống, kể cả quả xoài, Dung chỉ ăn chín thôi, thì mình cảm giác giống như là mình cắn một quả xoài hoặc là cắn một quả thanh long chín đấy mọi người. Dung cảm thấy giống như là một cái bầu sữa mẹ mà hồi xưa mình còn nhỏ ấy, thì mình bú sữa mẹ, mình có cái cảm giác là mình được nuôi nấng từ cái tình yêu thương của người mẹ, và mình ví trái cây và những cái gì mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta là của trời của đất, cũng giống như là mẹ, hay là gọi đúng hơn là mẹ thiên nhiên, nên là cái cảm giác mà khi ăn trái cây chín mọng như vậy ấy, thì Dung thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc, và nó truyền cho mình một cái nguồn năng lượng mà không biết nói cái từ như thế nào nữa, nhưng mà Dung có một cái cảm nhận khá là lạ lùng. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay, thì Dung sẽ chia sẻ với mọi người bốn cái lợi ích chính mà Dung tóm tắt lại được, để cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn và hiểu rõ hơn là vì sao sáng nào Dung cũng phải uống một ly nước chanh ấm như vậy nhé. Lợi ích thứ nhất đó là nước chanh ấm có tác dụng là đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, nhờ vào cái hoạt tính là kích thích cái tần suất thải của nước tiểu. Chính vì vậy mà các cái độc tố ở trong cơ thể được phóng thích ra bên ngoài một cách nhanh chóng hơn, và điều này thì giúp cho cái đường tiết niệu của chúng ta luôn được khỏe mạnh. Ngoài ra thì trong nước chanh ấm, cái thành phần acid citric nó để phát huy tối đa cái chức năng của các enzyme. Và thì mọi người thấy rằng là trong những cái video trước thì Dung hay nhắc đến enzyme, thì enzyme sống thì nó có lợi cho sức khỏe của chúng ta như thế nào. Rồi ngoài ra thì nó còn có tác dụng là kích hoạt cái quá trình hoạt động của gan và hỗ trợ cái quá trình mà thanh lọc cho cơ thể của chúng ta. Vậy thì trong cái mục lợi ích đầu tiên thôi thì nó đã có ba lợi ích nhỏ, đó là một là tốt cho cái hệ tiêu hóa, cho dạ dày của chúng ta này, rồi hai là tốt cho đường tiết niệu này, ba là tốt cho gan này. Lợi ích thứ hai đó là hỗ trợ hệ tiêu hóa, hay còn gọi là, hay nói đúng hơn là làm sạch hệ tiêu hóa, thì thành phần ở trong nước chanh nó có tác dụng giống như là nước bọt và acid hydrochloric của dịch tiêu hóa, nó kích thích cho gan sản xuất mật, và đây là một loại acid rất là cần thiết và quan trọng cho hệ tiêu hóa. Chính vì vậy mọi người uống một ly nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, đây là một loại nước uống tuyệt vời để giúp hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa những cái vấn đề về đường ruột của chúng ta sau này. Và lợi ích thứ ba, Dung nghĩ rằng là lợi ích này thì ai cũng biết, đó là nó tăng cường cái hệ miễn dịch. Thì như mọi người biết rằng là ở trong quả chanh hoặc là các loại họ cam chanh quýt thì hàm lượng vitamin C rất là dồi dào, rất là nhiều, và nó rất là cần cho cơ thể của chúng ta, và nó giúp tăng cường cái hệ miễn dịch. Và đối với những người mà khi mà mọi người bị bệnh, bị cảm cúm này,
hoặc là mọi người bị ho khan thì mọi người làm một ly nước chanh ấm mình uống, nếu có thể thì mình nhai cả vỏ luôn. Thì Dung hồi trước, nếu mà xem những video trước đây khoảng gần một tháng thì mọi người biết là Dung khi mà đi Nha Trang thì Dung có bị cảm, và buổi sáng thì thay vì uống nước chanh ấm không thì Dung vứt cái vỏ đi, để cái vỏ đấy để Dung làm việc khác. Nhưng mà hôm đấy thì Dung rửa sạch vỏ và Dung nhai cả cái nửa cái quả chanh đấy luôn, nhai cả vỏ luôn, và không có uống một viên thuốc nào cả, và cứ làm như vậy mỗi buổi sáng đều như vậy, và cái việc mà ngứa cổ hoặc là cảm thấy ho đờm nó cũng đã giảm đi khá là nhiều, và mình khỏi bệnh luôn, mình không có uống viên thuốc nào hết. Đặc biệt thì nước chanh ấm nó cũng tốt cho những người mà bị hen suyễn này, hoặc là mọi người mà bị dị ứng, bị viêm da cơ địa hay là gì đấy thì mọi người uống cũng khá là tốt đó. Và ngoài ra thì trong quả chanh cũng có một hàm lượng kali. Kali thì như mọi người thấy là ở trong quả dừa cũng có này, và trong tất cả các loại quả khác thì Dung nghĩ rằng là ít hay nhiều gì nó cũng có. Và kali thì nó giúp cho cái việc kích thích cái chức năng của não bộ và thần kinh. Chính vì vậy mà khi mọi người uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng ấy, thì nó làm cho mọi người cảm thấy là khỏe khoắn và tỉnh táo hơn để bắt đầu một ngày mới. Thường thì mọi người sẽ thấy, nếu mà mọi người có nghiên cứu về trái cây, dinh dưỡng, đặc biệt là rau củ quả, thì mọi người biết rằng là người ta hay nói rằng là thay vì uống một ly cà phê vào buổi sáng thì ăn một quả táo vào buổi sáng nó còn có công dụng làm cho chúng ta tỉnh táo lâu hơn là uống một ly cà phê. Đấy, thì ngoài ở trong quả táo nó có kali ra thì ở trong quả chanh cũng vậy. Và điều này Dung đã kiểm chứng, nghĩa là buổi sáng khi mà Dung uống xong ấy, Dung không có ăn thêm một cái gì khác sau đó, và cái cảm giác nó không có bị đói, không bị mệt giống như là hồi trước đây. Kể cả thức dậy mình ăn một tô bún, một tô phở chay hay cái gì đấy, mình nạp vào một ly ngũ cốc đã qua tinh chế, ăn như vậy rồi đi một tí xíu là nó sẽ đói ngay. Còn bây giờ thì Dung thức dậy chỉ cần uống một ly nước chanh ấm thôi, và mình có thể đi bộ 7-8.000 bước, có khi 15.000 bước, 20.000 bước mỗi ngày, nếu như những ngày nào Dung rảnh rỗi. Và đi về xong thì mình tắm rửa xong mình ăn uống và mình cũng cảm thấy nó không có bị mệt, và đầu óc mình khá là tỉnh táo, khá là minh mẫn. Và Dung thấy nó quá là tuyệt vời mọi người, khi mà mình biết ra những cái lợi ích của trái cây, rau củ quả tươi sống như vậy thì mình thấy rằng là mình đã bỏ lỡ mất rất là nhiều những cái cơ hội ở trước đây, đặc biệt là sống ở Việt Nam, được sinh ra ở Việt Nam, được làm người Việt mà không ăn trái cây, hoặc là ăn quá ít trái cây, hoặc là chưa hiểu về công dụng của các loại trái cây nhiệt đới ở nơi mình sinh ra, thì thật là một điều hơi đáng buồn và đáng tiếc một chút xíu. Lợi ích thứ tư cũng là lợi ích cuối cùng, thì Dung nghĩ rằng là lợi ích này thì bạn nào mà muốn giảm cân rất là thích nghe, đó là nó hỗ trợ cái việc giảm cân rất là nhiều. Những cái video trước khi mà Dung làm thì Dung thấy có nhiều bạn comment nói là dù bạn ăn thô nhưng mà bạn vẫn không thể giảm được cân. Thì Dung không hiểu rằng cái cách ăn của mọi người như thế nào, bởi vì không phải rằng cứ nói rằng là ăn thô giảm cân mà bạn không giảm thì mình đâm ra mình khó chịu hoặc là bực bội khi một ai đó nói, hoặc là cho rằng là họ nói sai. Bởi vì Dung ví dụ như là ở trong lớp thầy giáo chỉ có một thầy giảng thôi, và có rất là nhiều bạn học trò, một lớp tầm khoảng 40 mấy, 30 mấy người tùy theo, nhưng mà tại sao ở trong lớp đấy chỉ có một hoặc hai người là học sinh giỏi ở trong lớp thôi, còn lại thì chỉ là trung bình, khá hoặc là bình thường thôi. Vậy thì cái việc mà chúng ta tiếp nạp, chúng ta tiếp thu cái kiến thức đó và chúng ta thực hành nó ra làm sao thì nó còn tùy thuộc vào cái cách mà mọi người làm, và mọi người có nghiêm túc, có siêng năng, có chịu khó và có làm đúng với những cái gì mà mình được học, được chỉ dạy và được nghe, được đọc hay không. Cho nên Dung không hiểu vì sao mà mọi người, thực ra thì ăn thô nếu mà mọi người nghiêm túc trong cái thời gian đầu và mọi người áp dụng đúng ấy, thì ăn thô không thể nào mà tăng cân như thế được, mà thường thời gian đầu nó sẽ giảm cân. Bởi vì khi mình bắt đầu ăn thô, kể cả là mọi người ăn thô 50-60% đi chăng nữa thì cái khả năng chận cân hoặc là giảm cân thì thường xảy ra hơn. Bởi vì cái quá trình khủng hoảng chữa lành của chúng ta ấy, khi mà chúng ta nạp cái nguồn năng lượng cho cơ thể của chúng ta làm việc và thanh lọc, nó cũng đã tiêu tốn rất là nhiều enzyme
và nó cần phải hoạt động tích cực hơn để làm sạch và dọn dẹp ở trong đấy. Cho nên cái việc mà tăng cân thì nó khó mà diễn ra được. Cho nên cái cũng giống như cái giai đoạn đầu ấy thì Dung cũng bị giảm cân, bị tụt cân, nhưng mà bây giờ bắt đầu Dung có cái cảm nhận và Dung biết rằng là mình, dù là mình không cân nhưng mà mình có thể biết rằng là cái cân nặng của mình đã bắt đầu tăng lên từ từ và mỗi ngày, và nó sẽ quay lại trở lại đúng với cái cân nặng mà Dung nghĩ rằng nó phù hợp với cái cơ thể và cái thể trạng của mình. Vậy cho nên cái việc mà uống nước chanh ấm vào mỗi sáng thì nó rất là tốt cho cái việc hỗ trợ giảm cân. Có rất là nhiều nghiên cứu đã cho rằng là cái polyphenol ở trong nước chanh đấy, nó có tác dụng là ức chế cái sự tích tụ mỡ trong cơ thể. Chính vì vậy khi mà mọi người uống nước chanh thì nó mọi người hay, hồi xưa Dung hay thấy mọi người hay uống nước chanh vào buổi sáng này, chính Dung cũng là một người thắc mắc không hiểu vì sao, và mình cười họ bởi vì mình thấy rằng họ làm cái điều gì kỳ vậy, tại sao phải uống nước chanh, rồi vì sợ mập, vì sợ mỡ bụng cho nên phải uống nước chanh và nạp acid vào dạ dày rất là nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ thì Dung đã nói lời xin lỗi, dù mình không gặp lại họ là những người mình chỉ vô tình xem thôi, mà tự mình đã nói lời xin lỗi vì mình đã sai rồi. Những cái gì mà mình đã từng cười họ trước đây, họ đúng và mình đã sai. Đó. Rồi ngoài ra thì ở trong chanh nó cũng có cái chất xơ pectin ở trong chanh ấy mọi người, nó có tác dụng là làm cho mọi người giảm cái cảm giác là bị thèm ăn khi mà cái bụng của mình rỗng hoặc là cái cơn đói nó đến, nó làm giảm cái cơn đói đi. Điều này Dung cũng đã thấy, và Dung thấy rất là kỳ lạ là tại sao mình uống. Lúc đầu Dung chưa biết ấy, Dung thử nghiệm và Dung thấy rằng là tại sao mà mình uống nước chanh ấm nó lại cảm giác nó phải đói bụng sau khi mình đi tập thể dục về chứ. Nhưng mà cái cơn đói đó nó có thể cào cào ruột một chút xíu trong giai đoạn đầu, nhưng mà nó vượt qua cái cơn đói khá là nhanh và mình khá là tỉnh táo, minh mẫn, và mình thấy khỏe khoắn lắm chứ không có phải bị mệt giống như cái cơn đói mà hồi xưa mình chưa có biết, đặc biệt là trước khi ăn thô. Trong cái quá trình ăn chay thì Dung có uống nước chanh và bổ sung vitamin C nhiều lắm, trái cây nhiều lắm mọi người. Thì cái thực đơn Dung cũng có chia sẻ với mọi người những cái video ngắn trước rồi đó. Nhưng mà Dung chỉ chọn là uống và ăn sau thôi. Cái giai đoạn mà khoảng giữa năm khi mà bắt đầu ăn chay còn được vài tháng thì Dung tìm hiểu thêm, thì Dung có biết rằng mình cần phải ăn trái cây trước bữa ăn, nhưng mà mình chưa hiểu rõ lắm vì sao mình phải ăn trái cây trước bữa ăn rồi phải đợi 30 phút vân vân. Nhưng mà bây giờ thì mọi câu trả lời, mọi thắc mắc đã được sáng tỏ, và đấy là bốn cái lợi ích mà Dung tóm gọn lại để cho mọi người hiểu rõ hơn và mọi người cảm thấy an tâm hơn khi mà mình uống nước chanh ấm vào mỗi sáng. Đặc biệt là những bạn mà bị dạ dày thì càng phải nên uống nước chanh vào mỗi sáng. Dung nghĩ là như vậy bởi vì sao? Dung không có bị bệnh khác cho nên Dung không có biết là những cái trường hợp khác như thế nào. Nhưng với Dung thì cái việc uống nước chanh ấm vào mỗi sáng nó đã hỗ trợ cho Dung rất là nhiều trong cái quá trình mà tự trị bệnh tại nhà và không dùng đến thuốc tây. Ngoài ra là không phải uống nước chanh không, mà dĩ nhiên còn phải ăn uống, tập luyện, vận động và nhiều cái khác nữa. Dung luôn luôn nói với mọi người là mọi người đừng có dựa vào cái việc ăn thô không để mong cầu mình có được một cái sức khỏe hoặc là chữa bệnh cho mình, dù bất kỳ đó là cái vấn đề gì của sức khỏe chúng ta. Mà cái việc ăn uống nó không phải là một phần nhỏ, nhưng mà không phải là một phần lớn quan trọng nhất trong cái quá trình mà chúng ta đi đến tìm hiểu và muốn có được một cái sức khỏe toàn diện, cả thể chất lẫn tinh thần, thì còn nhiều những cái yếu tố khác nữa. Tinh thần cũng là một điều khá là quan trọng, nhưng nếu như chỉ làm điều này mà không làm điều kia thì cũng chưa đủ, hoặc là làm cả hai điều nhưng mà không đâu đến đâu thì cũng chưa đủ luôn. Cho nên hy vọng rằng là mọi người hiểu rõ được điều này, đừng có đổi lỗi cho tại việc ăn thô khi mà mình thấy mình ăn mà chưa có được một tháng, hai tháng chưa có kết quả, hoặc là mình thấy cái quá trình khủng hoảng chữa lành nó quá kinh khủng và mình cho rằng là vì lỗi tại ăn thô nó như thế mà chúng ta chưa hiểu hoặc là không có kiến thức, thì thật là đáng tiếc và thấy tội cho cái việc đổ thừa là vì ăn thô, vì trái cây, rau củ, quả mà chúng ta không có được một kết quả như mà chúng ta mong muốn. Chính cái sự mong cầu của chúng ta cũng là nguyên nhân gây ra chúng ta rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là về tinh thần.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để lắng nghe clip này của Dung. Và Dung hy vọng rằng nếu mọi người hãy về thử nghiệm và hãy làm đều đều vào mỗi sáng, nếu mọi người muốn trải nghiệm xem thử những gì mà Dung nói trong video hôm nay có đúng hay không. Bạn nào mà đã ăn thô rồi thì Dung biết rằng là mọi người quá hiểu, thậm chí còn biết nhiều hơn những gì Dung đang nói nữa. Còn những bạn mà chưa từng biết về ăn thô là gì, hoặc là đang tò mò thấy người ta nói rằng ăn thô nó tốt như thế này thế kia, hoặc là uống nước chanh ấm là tốt, là thần dược, thì mọi người phải trải nghiệm mọi người mới biết được, đúng không nào? Cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều nhé. Và chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo. Bye.